Lần đầu tiên ở Đà Nẵng có phiên chợ chủ đề Giáng sinh với quy mô lớn được diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Premier Village Đà Nẵng Resort. Phiên chợ đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in, tham quan và mua sắm. 19 giờ, phiên chợ vẫn tấp nập khách trong thời tiết se lạnh. Không khí mua sắm rất nhộn nhịp, náo nhiệt, sắc màu Giáng sinh tràn ngập các gian hàng. Phiên chợ Giáng sinh Đà Nẵng 2023 với hơn 60 gian hàng trưng bày phong phú các sản phẩm từ đồ thủ công đến ẩm thực và những món quà độc đáo. Khách tham quan thỏa sức khám phá các quầy hàng, tìm ra những món quà dành tặng những người thân yêu trong dịp Giáng sinh sắp tới. Đà Nẵng is a wonderful city. Đà Nẵng là một thành phố tuyệt vời và là một thành phố lớn, nhưng tôi cảm thấy rất an toàn khi đi tham quan nhiều nơi buổi tối. Đến phiên chợ Giáng sinh này, tôi thấy có nhiều gian hàng với nhiều sản phẩm chất lượng. Bạn có thể nhìn thấy tôi đã mua sắm khá nhiều thứ với nhiều đồ dùng có ích. Bên cạnh đó, điểm nhấn của phiên chợ chính là việc hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, từ nghệ thuật thủ công truyền thống Việt Nam cho đến những sáng tạo hiện đại. Phiên chợ là nơi cho nghệ nhân và doanh nhân trình bày tài năng của họ và kết nối với tệp khách tiềm năng, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của cộng đồng địa phương. Phiên chợ Giáng sinh 2023 được tổ chức bởi khu nghỉ dưỡng Premier Village Đà Nẵng và Đà Nẵng 365, cùng sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và các đơn vị khác. We decided to organize the Christmas market, the Da Nang Christmas market 2023 because mục đích tổ chức phiên chợ là vì chúng tôi muốn mang đến tinh thần Giáng sinh tới Đà Nẵng để người dân địa phương biết nhiều hơn về văn hóa phương Tây, cũng là dịp để du khách trong và ngoài nước có trải nghiệm Giáng sinh đặc biệt tại Đà Nẵng. Đặc biệt chúng tôi kết hợp với các tổ chức từ thiện và tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, qua đó tạo ra tác động tích cực đối với cộng đồng. Ngoài trải nghiệm mua sắm, phiên chợ Giáng sinh Đà Nẵng còn tổ chức các hoạt động giải trí đặc sắc dành cho khách ở mọi lứa tuổi. Với sự đa dạng của các gian hàng, giải trí hấp dẫn, những món ăn ngon, chắc chắn phiên chợ là điểm đến hấp dẫn và đặc sắc cho mùa lễ hội tại thành phố Đà Nẵng.